UU là bình nước sinh học có thể dễ dàng phân hủy vì chúng được tạo ra bởi tảo biển và calcium chloride. Những thành phần này đều không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Về cơ bản, UU sẽ có hình dạng một khối cầu nhỏ với lớp màng bên ngoài và nước ở bên trong. Lớp màng này hoàn toàn có thể ăn được. Khi người dùng muốn uống nước thì chỉ việc làm thủng lớp màng bên ngoài và uống. Để có thể tạo được ra khối nước UU, các nhà sản xuất sẽ làm đông đặc nước lại. Sau đó đổ chất lỏng làm màng bao trùm ở phía bên ngoài của khối cầu. Khi khối nước tan ra, lớp màng sẽ đông đặc lại và chúng sẽ tạo ra một khối nước hoàn chỉnh. Được biết, chi phí để tạo ra một khối nước UU như thế này chỉ mất khoảng 500 Việt Nam đồng.